Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đánh giá xe của Xe Hay ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với mô tô phân khối lớn. Và nhân vật chính của chương trình chính là chiếc Yamaha MT-03, một chiếc naked bike đang được rất nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ quan tâm. MT-03 là phiên bản trút bỏ siêu mi hay còn gọi là naked của chiếc R3, một chiếc xe thể thao cũng tương đối ăn khách tại thị trường Việt Nam. MT-03 là một chiếc xe nhập khẩu được bán với mức giá là 139 triệu. Mức giá có thể nói là khá vừa vặn với những người mới chơi phân khối lớn và yêu thích một chiếc xe dòng naked như thế này. Vâng, trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm được của chiếc Yamaha MT-03 này. Đầu tiên, có thể nói đến về kiểu dáng thiết kế, một kiểu dáng naked có thể nói rất khỏe mạnh, đặc biệt là hấp dẫn đối với thanh niên. Những đường nét tạo cái cảm giác rất là thể thao, gân guốc và cá tính. Đặc biệt các bạn có thể thấy hai cái hộc hút gió ở đây làm cho chiếc xe có cảm giác gần gũi hơn với những người đàn anh phân khối lớn hơn. Tiếp theo, đồng hồ công tơ mét nhìn khá nuột với hai cụm. Cụm bên trái là báo vòng tua với đồng hồ cơ, nhưng cụm bên phải lại là đồng hồ điện tử báo tốc độ, sang số cũng như là những thông tin về xăng và nhiệt độ của máy. Một điểm nữa mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là hai bánh xe của MT-03 đều được trang bị ABS. Vâng, ABS không phải là quá quan trọng bởi vì có những chiếc xe 1.000 phân khối cũng không có, nhưng nó được trang bị trên dòng phổ thông như thế này, dòng phân khối lớn dành cho những người mới chơi, như vậy sẽ rất an toàn và hiệu quả khi chúng ta vận hành cả trên đường nội thành lẫn đường trường. Về khối động cơ, 321 phân khối được thiết kế rất chắc chắn, nhìn khỏe khoắn. Ở phần đuôi xe thì có cái tay nắm để giúp các bạn có thể dắt xe một cách dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói đến điểm chưa được, đó chính là cái tay nắm này, nó hơi lỏng. Đó, các bạn có thể thấy, đó là một điểm chưa được ở trên chiếc xe này. Điểm chưa được thứ hai, đó chính là phần đầu. Chúng ta dễ nhìn thấy ngay một chiếc xe naked bike thể thao như thế này, nếu được trang bị giảm xóc upside down thì sẽ đẹp mắt hơn rất rất nhiều. Ngay cả chiếc TFX150 đã được trang bị upside down rồi, mà chiếc này, những 320 phân khối lại để giảm xóc thường như thế này. Về bản chất thì giảm xóc này rất tốt, êm, ôm cua ổn, đi qua chỗ xóc rất tốt. Nhưng về mặt thị giác nó lại chưa đem lại cái cảm giác cực sướng cho người nhìn. Nếu như upside down thì nó sẽ khỏe khoắn vô cùng. Tiếp theo, còn một điểm chưa được nữa, đó chính là chiếc xe này mới đi được hơn 1.000 cây, 1.300 cây số, nhưng một số những chi tiết nhỏ, ví dụ như là chỗ mở bình xăng đã bị bong chóc những cái lớp xi mạ ở đây, cùng với một số những cái con ốc và chỗ lẫy ở phần côn này cũng đã bị hoen rỉ một chút. Còn lại, về tổng thể, chiếc xe khá ổn. Tất cả những chi tiết được hoàn thiện một cách hợp lý và khá chỉn chu. Yamaha MT-03 được coi là phiên bản naked bike của R3. Mẫu sport bike trước đó đã được trình làng tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2015. Xe được nhập khẩu từ Indonesia và là đối thủ cạnh tranh với Kawasaki Z300. Xe sở hữu một số chi tiết nổi bật như cụm đèn pha halogen, giải đèn LED, bình xăng nhô cao, tay lái rộng và đuôi xe vút cao. Ở Yamaha MT-03, tính thể thao, tốc độ không quá được đề cao như R3, thay vào đó là phong cách thiết kế cơ bắp, mạnh mẽ đúng chất đường phố. Điểm khác biệt so với R3 là MT-03 không có bộ quay kín, đèn pha đôi chuyển thành dạng đơn, thêm cánh yếm hút gió hai bên bình xăng, tay lái cao và góc rộng hơn với kiểu clip-on trên R3, giúp người lái dễ dàng điều khiển và thoải mái hơn trong phố đông. Yamaha MT-03 vẫn sử dụng bộ vành hợp kim 17 inch, thiết kế 5 chấu hình chữ Y quen thuộc, kết hợp với lốp trước 110mm và sau 140mm. Phần khung sườn của MT-03 được thiết kế dạng kim cương, tăng cường tính vững chắc, giảm xóc ống lồng trước đến từ KYB, có hành trình 130mm, giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn.
Yamaha trang bị cả hai phanh đĩa trước và phanh đĩa sau cho MT-03. Cả hai phanh đều hỗ trợ công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết các chi tiết như côn, chuyển động đều được làm mới, giúp tăng cường khả năng vận hành linh hoạt cho cả những tay lái mới. Bảng đồng hồ giống của R3 và là sự kết hợp của màn hình LCD và analog cung cấp đầy đủ thông tin cho người lái. MT-03 có chiều dài 2090mm, rộng 745mm và cao 1035mm, chiều dài cơ sở 1380mm, khoảng sáng gầm 160mm và chiều cao yên 780mm. Yên xe được thiết kế phân tầng với phong cách xe phân khối lớn. Nhìn từ phía sau, MT-03 nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED và cặp ống xả thiết kế thể thao. Trọng lượng MT-03 ở mức 168kg. Sức mạnh của MT-03 đến từ động cơ 2 xi lanh 4 thì DOHC làm mát bằng dung dịch cho công suất 41,5 mã lực tại vòng tua máy 10.750 vòng 1 phút, mô men xoắn 29,6 Nm tại 9.000 vòng 1 phút. Động cơ sử dụng hộp số 6 cấp, tích hợp hệ thống kiểm soát tạm ngắt tốc độ ISC, trong khi đó hệ thống phun xăng điện tử hứa hẹn cho mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng. Giá bán lẻ đề xuất của Yamaha MT-03 tại thị trường Việt Nam là 139 triệu đồng. Chiều cao, yên xe của MT-03 có thể nói là khá vừa vặn với thể hình của người châu Á. Chỉ cần 1m70 thôi là bạn hoàn toàn có thể chống hai chân xuống. Như các bạn có thể nhìn thấy tôi thì rõ ràng là chống sẽ tốt hơn rồi. Và thân xe khá nhẹ. Nếu mà vận hành trong nội thành thì tôi tin chắc rằng nó sẽ rất là dễ dàng. Cùng đi đông như thế này cũng khá là vừa vặn và dễ điều khiển. Bây giờ thì tôi sẽ đề nổ. Vâng, máy khá êm và chắc ở chế độ chờ như thế này. Wow, tiếng nổ cũng rất là đanh. Giờ chúng ta sẽ cùng thử. Vận hành ở trong nội thành, chiếc MT-03 này khá là đơn giản và nhẹ nhàng. Động cơ êm, cảm giác kiểm soát xe rất chắc chắn và dễ. Rõ ràng đây là một chiếc xe thực sự tối ưu cho những người mới chơi phân khối lớn, giảm sóc ổn. Đi qua những ổ gà các bạn sẽ thấy nó rất chắc chắn. Ôm cua tốc độ thấp cũng rất ổn định, không có một chút sượng nào cả. Nói chung là đi trong nội thành, kể cả đi chơi hay là đi làm, với những người bắt đầu chơi phân khối lớn thì chiếc xe này tôi nghĩ rằng rất ổn. Về hình dáng bên ngoài các bạn có thể thấy là ở phần phía trước đèn halogen luôn luôn sáng, không tắt được đi. Nhưng có đèn LED định vị ban ngày, nhìn khá là đẹp mắt. Ở phần trên này thì còn có một cái đèn mà khi bạn tăng tốc thì nó sẽ sáng để báo hiệu là vòng tua đã cao, báo hiệu bạn để sang số. Tư thế ngồi khá là ổn với cái ốp chân vừa vặn. Yên xe ngồi dễ chịu và hơn cả là cái ghi đông này giúp điều khiển chiếc xe, handling rất tốt. Đó, cảm xúc đi qua những cái hố như vậy, chiếc xe vẫn rất là chắc chắn. Thậm chí là đi tốc độ chậm và tôi vào số 4, số 5 nhưng xe cũng không bị rung giật quá nhiều. 320 phân khối và hơn 41 mã lực, rất tốt. Đi trong phố thì hơi thừa. Lát nữa chúng ta ra đường trường chúng ta sẽ kiểm nghiệm sức mạnh của chiếc xe này. Có một điều cũng đáng nói ở trên chiếc xe này, đó chính là nếu như bạn đi trong nội thành nó không bị quá nóng, bạn đi tốc độ chậm lâu nhưng cũng không bị quá nóng, nó thổi vào chân. Một số xe chỉ 250 phân khối thôi cũng đã gặp cái tình trạng là bị nóng, nhưng chiếc xe này những 320, 321 phân khối mà không gặp cái tình trạng đó. Có lẽ là do cái két nước làm mát ở phía trước nó đã làm việc rất hiệu quả, giúp chiếc xe không bị quá nóng. Tất nhiên hôm nay thời tiết cũng tương đối mát cho nên là cũng không cảm thấy nóng nhiều. Nếu như chạy xe ở thời tiết 38-40 độ thì tôi nghĩ là chắc cũng mệt. Hộp số 6 cấp vào khá là mượt mà, nhưng mà đi nội thành thì gần như là căng nhất là chỉ vào đến số 4 thôi, thì
cùng lắm là số 5. Tóm lại là để đi chơi nhẹ nhàng, đi làm chiếc xe như thế này tôi nghĩ là hợp lý. Và một lợi thế nữa trên chiếc xe này tương đối lớn, đó chính là hệ thống ABS trên cả hai bánh. Nó sẽ an toàn cho người điều khiển, đặc biệt là khi đi vào trời mưa, những cái đoạn đường trơn trượt, nhiều đá răm. Với những người mới chơi phân khối lớn nữa thì rõ ràng nó sẽ hỗ trợ rất nhiều, nó không bị khóa bánh, không bị trơn trượt, để giúp bạn kiểm soát xe một cách dễ dàng hơn. Vâng, bây giờ đã ra đến đường trường và khả năng tăng tốc của MT03 như thế nào? Vâng, tăng tốc rất ấn tượng, 320 phân khối và hơn 41 mã lực. Thực sự chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi mà bạn đi ra đến đường trường. Xe tăng tốc rất nhanh, mượt. Khả năng kiểm soát thân xe ở tốc độ cao cũng rất ổn định, đầm. Như thế nào gọi là đầm thì chắc các bạn phải tự trải nghiệm, các bạn mới biết được. Đi đường trường thì các bạn có thêm đèn nháy ở đây, ngay bên tay trái này, để nháy đèn xin vượt cũng rất tiện. Hộp số 6 cấp này đã được tận dụng tối đa. Máy vẫn rất lì khi mà đi tốc độ cao. Khi đi tốc độ cao như thế này, bạn gặp chướng ngại vật hay nhìn xa thấy những cái ổ gà phải phanh. Phanh của MT03 rất tốt, hệ thống phanh dầu cho cả hai bánh và có ABS, đặc biệt là khi đi vào những miền quê, đường có nhiều cát hay là những vũng nước rất dễ bị trơn trượt nếu như bạn phanh gấp. Thế thì cái hệ thống ABS này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều, giúp người lái yên tâm hơn. Với tư thế của một chiếc Naked Bike, nếu ai mà mới bắt đầu chuyển sang xe kiểu như thế này thì sẽ có cảm giác hơi mỏi nếu như bạn đi đường dài, đường trường. Nhưng mà nó cũng không quá bò như xe thể thao, và cái xe này nó cũng không bò quá. Cho nên hoàn toàn có thể làm quen sau một thời gian ngắn và cũng không bị quá mỏi sau những chặng đường trường, đường dài. Xe này mà các bạn nào yêu đi phượt thì phải nói rằng quá ư là tuyệt vời. Nó êm nhưng mà nó rất bốc, phấn khích. Và cái cảm giác kiểm soát thân xe rất tốt, nó không bị quá cồng kềnh, quá to như những chiếc big bike, những chiếc mô tô phân khối lớn rất to. Nó cũng không bị quá nhỏ để mà bạn cảm thấy trọng trành khi đi tốc độ cao. Nó phải nói là rất vừa miếng. Đi phượt bằng xe này thì thực sự rất tuyệt vời. Một chiếc xe có thể nói là có cảm giác yêu thích khi mà chạy đường trường, rất dễ chịu, càng chạy càng thấy thích. Chỉ có điều là nếu như bạn chở người yêu hoặc bạn gái ngồi sau lưng những chiếc xe thể thao kiểu như thế này thì mông sẽ hơi chổng lên, thậm chí là chổng rất cao, sẽ không được thoải mái cho lắm. Còn lại là ở vị trí người điều khiển thì rất tuyệt vời. Về khả năng ăn uống xăng của xe này cũng có thể gọi là chấp nhận được. Với một chiếc xe 320 phân khối, ổn, không quá ăn xăng, chấp nhận được. Tóm lại, sau bài thử ngày hôm nay về MT03 thì tôi thực sự đánh giá chiếc xe này là một chiếc xe ổn định, tốt. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ là một chiếc xe phân khối lớn cỡ trung, sẽ ăn khách tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới và cạnh tranh trực tiếp với chiếc Z300 của Kawasaki. Phân khúc mà Z300 hiện vẫn đang bá đạo ở Việt Nam, chắc chắn rằng MT03 sẽ làm thay đổi điều này.